Dạ, kính thưa đại chúng, sau đây con xin phép đọc Tăng Già Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Tăng là đệ tử Như Lai, thánh phàm cũng có cả hai bậc này. Thiện lành chân chánh thẳng ngay, tu tâm học đạo đợi ngày vô sinh. Đoạn trừ phiền não vô minh, sớm hôm học pháp tụng kinh hành thiền. Cà sa hình ruộng phước điền, gieo duyên Phật tử mọi miền gần xa. Xuất gia từ bỏ cửa nhà, tránh xa thế sự để mà tu tâm. Tu cho dứt sạch mê lầm, xứng ngôi tăng bảo tu tâm phước điền. Tăng đoàn hòa hợp thiện hiền, lưu truyền Phật pháp hiện tiền thế gian. Tăng là bậc thiện lành, thiện lành là hạnh bần tăng, vì luôn giữ giới vì hằng tu tâm, vì luôn sám hối lỗi lầm, vì luôn chánh niệm thân tâm chỉnh tề, vì luôn tỉnh giác chẳng mê, vì luôn tu tập hướng về thoát ly, vì luôn đoạn diệt sân si, vì luôn học pháp chánh chi Phật Đà. Tục trần luôn tự tránh xa, vì luôn tinh tấn tạo ra phước lành, vì chuyên pháp học pháp hành, vì luôn hướng đến pháp hành thượng nhân. Vì người tu đạo thoát trần, thiện lành là hạnh phải cần trước tiên. Tăng là bậc trang nghiêm, trang nghiêm trực hạnh là tăng, vì không phóng dật lăng xăng như đời. Oai nghi không thể tách rời, nỗi năng đi đứng hợp thời nhẫn duyên. Độc cư im lặng cần chuyên, lo tu giải thoát khỏi miền trần lao. Thọ trì pháp Phật truyền trao, học kinh luật luận dồi dào thẳng ngay. Hành thiền giữ giới hằng ngày, tụng kinh lễ Phật tỏ bài trang nghiêm. Cà sa y áo chỉnh tề, đầu trần chấn đất không hề ngại chi. Trang nghiêm trên mỗi bước đi, trì bình khất thực oai nghi nhẹ nhàng. Thân tâm không có rộn ràng, khi ăn, khi nói, khi làm, khi tu. Trang nghiêm tề chỉnh công phu, trang nghiêm sự hạnh người tu thoát trần. Tăng là bậc chân chánh, chánh chân là hạnh của tăng, thân không hành động lăng xăng như đời. Khẩu không nói giỡn nói chơi, ý luôn chánh niệm ở nơi pháp lành. Nương theo bát chánh thực hành, giữ thân khẩu ý tịnh hành tận tu. Ngày đêm chánh niệm công phu, vun bồi đạo hạnh người tu thoát trần. Trao dồi pháp học dần dần, thọ trì giới bổn chuyên cần không sai. Lục căn thu thúc lâu dài, nuôi thân khắc thực sớm mai thọ trì. Vật dùng tri túc oai nghi, hành thiền chỉ quán đến khi viên thành. Giữ gìn pháp học pháp hành, giữ cho giáo pháp thịnh hành dài lâu. Tu cho trí tuệ thấm sâu, để mà giải thoát khổ sầu tử sinh. Tăng là bậc thoát trần, tăng là tu đạo thoát trần, bổn đôi tám chúng chánh chân quả lành. Vì cầu giải thoát tử sanh,
cho nên xả tục tu hành chánh chân. Vì mong sớm thoát tục trần, cho nên học đạo chuyên cần công phu. Vì mong giữ hạnh người tu, oai nghi tề chỉnh cho dù ở đâu. Vì mong trí tuệ thâm sâu, học hành hai pháp tầm cầu tận tâm. Vì mong sạch hết lỗi lầm, cho nên trì giới tu tâm tháng ngày. Vì mong giải thoát đời này, cho nên thiền định từng ngày không ngơi. Vì mong thoát khổ cõi đời, ẩn cư thanh vắng xa rời nhân gian. Vì mong chứng ngộ niết bàn, siêng năng tu tập chẳng màng tử sinh. Vì mong chấm dứt vô minh, tầm sư học đạo tử sinh xa dần. Vì người tu đạo thoát trần, đoạn trừ phiền não chánh chân quả lành. Tăng chúng đáng được tôn trọng. Chư tăng là khách xuất trần, tẩm thân ngũ uẩn còn gần thế gian. Tu tâm hướng đến niết bàn, mai này từ biệt thế gian vĩnh hằng. Cho nên là khách chư tăng, đáng được tôn trọng vì hằng viễn ly. Vì hằng đoạn diệt sân si, vì tu chánh đạo từ bi độ đời. Tu tâm mọi lúc mọi thời, vì luôn hướng đến xa rời nhân gian. Vì luôn hướng đến niết bàn, vì không đắm nhiễm thế gian muộn phiền. Vì tâm chân chánh an nhiên, vì tâm giác ngộ não phiền tiêu tan. Duy trì pháp ở thế gian, con đường đi đến niết bàn độ sinh. Con đường diệt tận vô minh, con đường giải thoát tự sinh khổ sầu. Thế gian tôn kính đạo màu, thế gian tôn trọng ân sâu tăng già. Tăng chúng đáng được cung kính. Thế gian cung kính chư tăng, vì người tu đạo sạch bắn bụi trần. Vì là kính hạnh chánh chân, vì là kính hạnh thoát trần tử sinh. Vì là kính giới tịnh minh, vì là kính hạnh tâm linh thiện lành. Vì tăng trí tuệ viên thành, vì tăng giải thoát tử sanh khổ sầu. Vì tăng tri kiến thâm sâu, vì tăng gìn giữ đạo màu chánh chân. Vì tăng giới đức thâm ân, vì tăng định đức thoát trần thánh cao. Vì tăng tuệ đức truyền trao, vì tăng giải thoát trần lão não phiền. Vì tăng tu đạo thánh hiền, vì tăng giữ đạo hiện tiền thế gian. Vì tăng chứng đắc niết bàn, cho nên mới được thế gian kính thành. Tăng chúng đáng được cúng dường. Chư tăng đáng được cúng dường, vì tăng ra khỏi buộc ràng thế gian. Vì tăng thế sự chẳng phan, vì tăng hướng đến niết bàn thoát ly. Vì tăng tu đạo chánh tri, vì tăng giới hạnh thọ trì dài lâu. Vì tăng định hạnh thâm sâu, vì tăng tuệ hạnh tầm cầu vô sinh. Vì tăng trừ diệt vô minh, vì tăng giải thoát tử sinh luân hồi. Cúng dường phước báo sinh sôi, mai sau cũng thoát luân hồi tử sinh. Cúng dường mong đoạn vô minh,
cúng dường là tạo cho mình phước ân, cúng dường phiền não giảm dần, mong cho trí tuệ chánh chân tỏ bài. Cúng dường phước quả lành thai, cúng dường tăng chúng phước này thấm sâu, cúng dường để xứ đạo màu, cúng dường hưởng phước dài lâu an lành. Tăng chúng là ruộng phước điền, chúng tăng là ruộng phước điền, để gieo hạt giống thiện hiền nơi tâm, để mà gieo tạo phước âm, để noi gương sáng tu tâm thiện lành, để nương pháp học pháp hành, gieo nhân giải thoát tử sanh sau này, để tâm cung kính tỏ bày, để cho đức hạnh mỗi ngày tăng lên, cho niềm tin được vững bền, hộ trì bố thí gieo thêm phước lành. Lắng nghe giáo pháp thực hành, mỗi ngày trí tuệ khởi sanh lớn dần. Những nơi uế nhiễm chẳng gần, những nơi thanh tịnh thì thân cận nhiều. Phước điền lợi ích bao nhiêu, chư tăng giới đức là điều lợi tha. Phước lành thí chủ bao la, hộ trì tăng chúng thật là lành thay. Phước lành gieo tạo đời này, theo mình đi mãi đến ngày vô sinh. Xuất gia, xuất gia là xuất thế tục gia, mặc áo cà sa cạo mái đầu, dứt bỏ trần duyên không hưởng dục, tầm cầu chân lý chốn thiền gia, nương pháp Phật Đà tu học đạo, thọ trì giới pháp Phật truyền trao, oai nghi tề chỉnh đường tăng tướng, nuôi mạng sinh ăn vật cúng dường, trí túc đủ dùng không hưởng thụ, lục căn thu thúc tịnh tâm tu, học pháp đa văn kinh luật luận, hành thiền chỉ quán mật công phu, buông xả thế duyên tầm đạo quả, giữ gìn chánh pháp mãi ngàn thu. Con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Tăng Già Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.